trong đây nó có rất nhiều những cái nhựa này các con đừng có để nó dính vào tay nha, dính vào tay là ngứa tay. Đó, cái này cho cắt xong là nó cắt ra là nó sẽ chảy nhựa ra, và chúng ta cho vào trong cái thau nước này để cho nó hòa tan cái nhựa vào nước này, nó đỡ độc. Rồi bây giờ cô cắt đây, các con nhìn thấy một hồi là nhựa nó chảy ra nha. Bây giờ đó, thấy cái nhựa này rất là độc. Bây giờ cho nên là chúng ta mà không biết, chúng ta để cái nhựa này nó lại thấm trở lại cái ruột ở bên trong là chúng ta ăn sẽ bị đắng, thấy chưa? Thế là nhiều người bảo sao Việt Nam ăn bị đắng là do cái nhựa kia mình cho vào nước mà như nó hòa tan vào trong nước rồi thì nó có bị thấm vào trong cái ruột nữa không? Không. Đó. Như vậy mình cắt cái đầu nó đi. Tia phản xạ nó thế nào cũng vậy đó. Ví dụ đây là một đó, cắt đây cho các con nhìn một hồi là nó chảy ra này đó, thấy chưa? Thấy chưa? Rồi. Như vậy là cái nhựa này rất là độc, chúng ta không có thể dính vào tay nha, không để vào mắt đi nha, cũng không ăn được đó. Và nhiều người cũng biết thấy cái này đưa lên xúc lên trên mặt để cho nó nám mặt luôn. Hiểu không? Đó, chúng ta ngâm vào trong nước để cho nó tan hết ra, tan hết ra đây. Rồi, cái con rau này rau hai lưỡi, rau được bỏ, đúng không? Rồi, chúng ta sẽ quạt cái gai hai bên trước. Đó, cái gai này cầm rất là đau rồi. Chúng ta cầm nó kéo, nó đè mạnh xuống, kéo nè, đó. Nó mạnh xuống, xong là cái nhựa nó lại chảy ra hai bên này, đó. Rồi đây, rồi, làm cho cô nào. Đè mạnh xuống, con đè cái tay phải đè mạnh xuống đó. Rồi, rồi đưa cho bạn con nữa, con làm, không có nhặt nha. Đó, đè mạnh xuống đó, rồi, rồi. Bây giờ đến nhà. Nhúng tay vào trong cái thau này nè, bớt đi. Rồi, đó, làm đi. Đây, mỗi đứa đều được làm đi. Đó.
Cô đâu rồi? Cô chắc là vui đó. Giỡn vậy? Trời. Ơ, nhanh lên mật ong. Đây,
Đây, cái nước mà có cái nhựa vàng lúc đầu mới đọc, còn cái nước này là anh mà, nước sạch mà. Wow, mật ong. Mật ong kìa. Trời. Đây, khi mình rót mật ong ra đây, đó là mình rưới, mình rải lên, rải đều lên đây. Hiểu không? Đó. Đó, đã vào đó cô. Đó, siro đã vào. Xin lỗi mày. Rồi, mình ướp lên đây như thế này, xong rồi để mật ong nó từ từ nó thấm xuống dưới. Ê, cái làng nó chè kìa. Cái làng nó chè. Sao? Nó thấm xuống dưới. Nó thấm xuống dưới và nó thấm vào trong cái... Đó chứ, vậy thôi. Ờ, được. Lúc chúng ta ăn cái nha đa nó là ngon. Ê, như vậy nó là sáng đó ta. Để cho nó ngon. Muốn nó ngon thì chúng ta phải để thời gian lâu hay là thời gian nhanh. Thời gian lâu. Từ đây, từ lâu bây giờ làm xong ăn liền được không? Dạ không. À, không. Rồi. Mày biểu cảm thần thái lên mày ơi. Hồi đấy thế nào anh thử cái miếng nha đam cái đây chưa có mật ong khác lại đây giờ cô cho miếng con ê Dương xin nè